Quý vị thân mến, nhiều người thường nói cách duy nhất để giải quyết nỗi lo là làm giàu. Tiền bạc là nền tảng tồn tại của một người và là nền tảng của sự phát triển. Không có tiền, cuộc sống sẽ khó khăn thêm nhiều phần. Những người có thể ngày càng giàu có thường có một số đặc điểm chung nhất định. Khi một người tìm thấy mục tiêu rõ ràng, họ sẽ không còn phải đi những con đường vòng không cần thiết. Khi một người làm việc siêng năng, có động lực và không ngừng vượt lên chính mình, nghiêm khắc và tự kỷ luật, họ sẽ ngày càng giàu có. Người giàu ở đây không chỉ nói đến sự dồi dào của cải mà còn nói đến sự dồi dào về tinh thần. Nếu bạn giàu có về tiền bạc nhưng lại rỗng tuếch về tinh thần thì bạn không thể được gọi là người giàu thực sự. Chỉ những người giàu bên trong và bên ngoài mới thực sự giàu có. Người giàu có đều sở hữu ba điều này trong tâm. 1. Sự bình yên trong tâm. Sự bình yên trong tâm là sau khi đã trải qua bao năm tháng va đập với cuộc đời. Cuộc sống chìm nổi bôn ba, con người ta vẫn có thể thong dong tự tại, bình thản, ung dung. Chuyện trên đời rắc rối phiền nhiễu, đúng sai được mất, không thể cưỡng cầu. Nếu cưỡng cầu quá mức sẽ đẩy người ta rơi xuống đầm lầy của dục vọng, không thể thoát ra để rồi khổ sở bất tận. Từ xưa đến nay, con người luôn có bi hoan ly hợp, chăng có khi khuyết khi tròn. Cho dù thời gian có biến thiên thay đổi ra sao, sự đời biến hóa thế nào, có một tâm thái lạc quan, phóng khoáng, có sự bình yên trong tâm, con người đều có thể an nhiên sống vui vẻ với đời, vô ưu vô lo. Vậy mới là tài sản quý nhất trong cuộc đời. Chỉ khi có sự bình tĩnh từ sâu thẳm nội tâm, con người mới có thể lãnh hội được càng nhiều những thay đổi nhanh chóng của nhân thế. Đời người luôn có lúc này, lúc khác, cho dù thế giới bên ngoài kia có ồn ào, phức tạp đến đâu. Chỉ cần nội tâm bình yên, cuộc đời sẽ tự nhiên thanh bình, rộng mở. Đó mới thực sự là sự giàu có nhất của mỗi con người. 2. Sự hài lòng bên trong chứ không phải những thứ bên ngoài. Đường đời chậm chậm, chúng ta theo đuổi càng nhiều thứ, hành trang mà chúng ta gánh trên vai lại càng nặng nề, càng cảm thấy nhân thế mịt mù. Đi qua cả một hành trình, một chặng đường mệt mỏi, vẫn không thể tìm thấy điểm quy tụ của tâm hồn, không tìm thấy đường trở về nhà, cuộc sống rối rắm không có ngày kết thúc. Nghĩ quá nhiều, muốn quá nhiều sẽ là những thứ hủy hoại mỗi con người, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi. Chỉ khi nhìn mọi thứ bằng cái nhìn đơn giản, cuộc sống sẽ tự khắc không còn mệt mỏi, tâm hồn được dọn sạch hơn, đời người sẽ sáng tỏ rõ ràng. Sự giàu có của mỗi một người đó là tâm như biển lớn, lặng lẽ yên bình, hưởng thụ nhân sinh, không giao đấu thi thố với đời. Lúc cần giải thích thì giải thích, cần bình tĩnh thì bình tĩnh, lúc cần khoan dung hãy mở rộng lòng. Chỉ khi tâm an, những lo lắng hay bi thương mới dần dần ít đi, nội tâm mới có thêm ánh mặt trời, phóng khoáng tự tại, cuộc đời mới trở nên tươi sáng. Thế giới này quá lớn, chuyện trên đời quá nhiều, rắc rối cũng không hề ít, nội tâm bình yên đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. 3. Sống với mục đích rõ ràng. Mục tiêu là nền tảng của thành công. Không có mục tiêu, bạn không có phương hướng để tiến lên phía trước và sẽ khiến nhiều nỗ lực trở nên vô ích. Chỉ khi một người tìm thấy mục đích sống của mình, họ mới có thể mở ra một bức tranh mới và rõ ràng hơn. Khi đã có mục tiêu cụ thể, hãy luôn kiên định tiến về phía trước theo mục tiêu đã đặt ra. Bạn sẽ hái được trái ngọt trên mọi nẻo đường, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, không chùn bước và không sợ hãi, một ngày nào đó bạn sẽ nhìn thấy sự lộng lẫy của cầu vồng. Kiếm tiền không phải là mục tiêu ngắn hạn mà là sự tích lũy lâu dài. Chỉ cần bạn biết tích lũy các khoản thu nhập khác nhau trong cuộc sống, kiểm soát chi tiêu, kiểm soát chi phí, tích lũy hàng ngày, một ngày nào đó bạn sẽ có được khối tài sản lớn. Bởi vậy, việc xác định mục tiêu giàu có trong dài hạn là điều đặc biệt quan trọng.
mỗi giây phút làm việc chăm chỉ sẽ mở đường cho các mục tiêu giàu có trong tương lai, và bạn sẽ cảm thấy niềm vui trong mỗi nỗ lực tiến bộ của mình. Cuộc sống không có mục tiêu giống như bèo không rễ, trôi nổi bấp bênh, không biết đi đâu về đâu. Ngay bây giờ, hãy xác định mục tiêu phù hợp với bản thân và nghiêm khắc với chính mình để hiện thực hóa mục tiêu đó. Nhà văn Mỹ Ernest Miller Hemingway từng nói, chúng ta phải làm quen với thực tế là không có đèn giao thông ở ngã tư cuộc đời. Khi nào nên dừng lại và khi nào nên đi tiếp là hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Có người tóc đã điểm bạc, tuổi đã xế chiều cũng chẳng tìm cho mình được một chỗ dừng chân. Đối với những người bước qua tuổi 50, cuộc đời giống như bước sang một giai đoạn mới. Lúc này, sức khỏe không còn cho phép bạn muốn làm gì là có thể làm như trước. Nếu muốn cuộc sống ở tuổi xế chiều an nhàn hơn, hãy cố gắng dừng lại trước 6 điều sau đây. Tuổi 50, ngưng làm 6 điều này nếu không thể đứng vững. 1. Ngừng đòi hỏi. Sau 50 tuổi, nếu khả năng của bạn có hạn và việc thay đổi bản thân là không dễ dàng, đừng đặt ra những mục tiêu quá viển vông, đừng lúc nào cũng muốn cái này, cái kia, để rồi bị chi phối bởi lòng tham của bản thân. Điều đó chỉ khiến bạn ngày càng bốc đồng hơn mà thôi. Biết bằng lòng, trân trọng phước báo, trân trọng từng bước đi trước mắt chúng ta một cách bình dị là điều quan trọng nhất phải làm. Đừng quá tham lam, lòng tham sẽ khiến con người bất mãn với thực tại. Không chỉ khiến bản thân không hạnh phúc mà còn làm gia đình và người thân xung quanh mệt mỏi theo. 2. Ngừng cực đoan và cầu toàn. Con người hiện đại dường như vô cùng mềm yếu. Trên báo ngày nào cũng xuất hiện người này mắc trầm cảm. Những người này chắc chắn là đi từ cực đoan này tới một cực đoan khác. Vì quá cầu toàn, luôn tin rằng mình phải hoàn hảo, không gì là không thể. Cuối cùng, chỉ cần nhận phải một chút đả kích thôi là ngay lập tức sẽ trở nên tự ti, gục ngã, thậm chí mất đi dũng khí tiếp tục sống. Cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy tìm cho mình một định vị đúng đắn nhất và hưởng thụ những điều thú vị của cuộc sống này. 3. Ngừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Đến tuổi trung niên, nhiều người vì áp lực thành công và danh vọng mà nhún nhường để được mọi người yêu mến. Không dám thay đổi công việc, sợ thất bại là chuyện thường thấy. Muốn tiến xa, bất cứ ai cũng cần có mối quan hệ. Tuy nhiên, với những người đã bước qua tuổi trung niên, hãy loại bỏ lối suy nghĩ tìm cách lấy lòng tất cả mọi người. Dù đôi khi, việc phải nói lời từ chối không hề dễ dàng, nhưng cuộc đời là của mình, chúng ta không nên dành quá nhiều công sức và thời gian để làm người khác hài lòng. Làm vậy, người chịu thiệt thòi nhiều nhất là chính mình. Một nhà văn từng nói, trong khoảng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là làm hài lòng bản thân, chứ không phải làm hài lòng người khác. Nếu chỉ quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác, bạn có thể sẽ tự đánh mất chính mình. 4. Ngừng phung phí sức khỏe. Sau 50 tuổi, giữ gìn sức khỏe tốt không chỉ tốt cho bản thân mà còn thể hiện trách nhiệm với gia đình. Cũng giống như đất trồng lương thực, chỉ dựa vào đôi bàn tay thì không đủ. Còn phải dẫn nước sạch tưới tiêu, dùng phân bón màu mỡ để tăng chất dinh dưỡng. Cứ vùi đầu làm lụng nhưng cây hút hết nước, cạn kiệt chất dinh dưỡng sẽ trở nên cằn cỗi, năng suất thấp, mất nhiều hơn được. Cơ thể là đất để phát triển, còn sức khỏe là chất dinh dưỡng tốt nhất. Ngủ sớm dậy sớm, vận động điều độ. Ăn đủ 3 bữa một ngày với định lượng phù hợp. Duy trì thói quen sinh hoạt tốt và lối sống lành mạnh quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Hãy nhớ rằng chỉ khi học được cách tiết kiệm năng lượng, bạn mới có thể sống một cuộc đời an yên đáng sống. 5. Ngừng hà tiện. Có một quan điểm cho rằng nếu bạn không biết tiêu tiền do mình làm ra, người khác sẽ làm giúp. Quả thực như vậy. Khi đã bước sang tuổi 50, suy cho cùng, điều chúng ta cần là một cuộc sống an nhàn, tận hưởng và hạnh phúc bên con cháu, người thân.
đó là những giá trị tuyệt đối mà tiền cũng không thể mua được. Tiền không phải là tất cả, chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui. Chi tiêu ít hơn, bạn cũng sẽ có ít áp lực hơn về việc kiếm tiền. Cho dù thu nhập của bạn là bao nhiêu, chỉ cần bạn có một con số tiết kiệm nhất định hàng năm, cuộc sống của bạn cũng đủ mãn nguyện. 6. Ngừng thể diện. Chuyện xưa kể rằng, một thư sinh có gia cảnh rất nghèo nhưng luôn bị ám ảnh bởi việc giữ thể diện và giả vờ giàu có. Một ngày nọ, một tên trộm tưởng anh ta giàu có thật nên đã mò tới nhà. Đến nơi, tên này mới phát hiện căn nhà trống không, cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Hắn thốt lên: "Chao ôi, đúng là một tên nghèo rách mồng tơi." Thư sinh nghe vậy, vội vàng lấy mấy đồng xu ở đầu giường đuổi theo tên trộm. "Do mày đến không đúng lúc, hãy cầm số tiền này đi, nhưng đừng cho ai biết. Hãy để cho ta chút thể diện." Nhà triết học nổi tiếng Schopenhauer cho rằng điểm yếu đặc biệt nhất của bản chất con người là quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình. Một người chân chính trưởng thành không phải bởi tuổi tác, mà là khi họ biết buông bỏ sĩ diện. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Đức Phật có thể chỉ dẫn phương hướng và nơi chốn để bạn giải thoát khỏi những khổ đau phiền muộn, nhưng Ngài sẽ không tu hành thay cho bạn. Đời người là bể khổ, muốn thoát khổ chỉ có thể tự mình vượt qua. Sợ nhân quả thì phải biết gieo hạt giống thiện lành, tự mình tu học để trí tuệ tinh thông, cầu cạnh chính bản thân mình. Dẫu có năng lực thần thông cứu khổ cứu nạn chúng sanh, nhưng có bốn việc Đức Phật không thể xoay chuyển. Tất cả là bởi một chữ duyên, cho nên có rất nhiều việc trên đời này không thể cưỡng cầu khi duyên chưa đủ. Bốn điều đến Đức Phật cũng không thể an bài. 1. Nhân quả không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay. Truyền kể về một hôm nọ, Đức Phật dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dịu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống. Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: "Thưa Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sanh chịu khổ vậy?" Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử mỉm cười đầy từ bi, rồi ôn tồn giảng giải: "Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào, nhưng vẫn có bốn điều không thể làm được. Điều đầu tiên trong bốn việc Đức Phật không thể xoay chuyển chính là luật nhân quả trên đời. Nhân quả tức là định nghiệp, chính là nghiệp, quả báo do những việc thiện ác mà bạn đã làm. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt, vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả. Trong việc trả quả lại tiếp tục tạo nhân mới, và nhân quả cứ như thế mà luân hồi. Theo luật nhân quả, khi chúng ta tạo nhân nào thì sẽ nhận quả báo tương ứng, là đối với những người không biết hối cải và tu tập sửa đổi. Nhưng nếu đã lỡ gây ra lỗi lầm mà biết ăn năn hối cải do tu tập và làm những việc thiện lành lợi ích cho chúng sanh để bù đắp lại, thì quả báo cũng sẽ xoay chuyển giảm nhẹ. 2. Trí tuệ không thể cho, ai muốn đều có thể phải tự mình tu học. Phật răn dạy rằng, người có trí tuệ tự tại sáng suốt, tránh khỏi hầm hố tội lỗi. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố, đưa chúng sinh khỏi biển khổ sông mê, là liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Theo quan niệm Phật giáo, trí tuệ là thứ sáng suốt nhất, giúp con người ta soi sáng khắp mọi nơi, mọi thứ mà không gì có thể cản lại được. Tuy nhiên, trí tuệ là thứ bản năng và do nỗ lực của mỗi người tập luyện mỗi ngày mà tạo thành nên, các Phật tử không thể nào nhận nó từ người khác,
cũng không thể đem nó cho người khác. Có trí tuệ thì mới có thể thoát khỏi cảnh khổ ải của thế gian, mới quan sát được mọi sự việc một cách thấu tình đạt lý nhất. Trí tuệ vốn không thể chỉ nói là được, chỉ có thể tự mình tự ngộ đạo mới hiểu được. Đức Phật vốn chẳng thể ban cho ai trí tuệ, ai muốn có đều phải tự mình tu học. Câu chuyện khác về những tháng ngày xuất gia tu hành khổ hạnh của Phật Thích Ca. Quãng thời gian đó, Ngài phải chịu nhiều đau khổ và trắc trở, nhưng cũng dần trưởng thành và thông tuệ qua quá trình gian khổ chui rèn đó để trở thành một Đức Phật Thích Ca được người đời kính ngưỡng. Cho nên, đời người có lúc trải qua khó khăn gian nan chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu có thể rèn luyện trong khổ nạn, đó mới có thể là đại trí tuệ. Người sống trong hoàn cảnh thuận lợi, vĩnh viễn không thể nào trở thành Phật. Không có trắc trở sẽ không thành Phật, không khổ luyện sẽ không thành tài. 3. Phật Pháp không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được. Phật là người đã đạt đến độ hoàn thiện về đạo đức và trí tuệ thông qua sự tu hành, nỗ lực của bản thân ở nhiều kiếp sống khác nhau. Đây là bậc thánh nhân có lòng từ bi vô hạn với tất cả chúng sinh, không phân biệt đối tượng giai cấp tầng lớp. Sự giác ngộ này mang tính chất siêu nhiên mà nó không thể biểu lộ được bằng ngôn ngữ, mà bạn chỉ có thể hiểu nó sau khi hoàn toàn trải nghiệm nó, tu hành nó. Sự học Phật Pháp của mỗi người không giống nhau, có người ngắn, có người dài, thậm chí có những người học không cẩn trọng, dễ lâm vào cảnh sa đọa. Nhưng học Phật Pháp chưa bao giờ là vô ích, dù cuộc đời của bạn chưa được giải thoát, nhưng những gì các bạn học được từ Phật Pháp sẽ là hạt mầm để bạn giải thoát tương lai. Không có gì là uổng phí cả, và chỉ khi nào bạn tự học, tự ngẫm ra thì mới có thể đắc đạo mà thành. 4. Không có nhân duyên thì không thể độ. Người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng. Trên đời này có những chuyện dù có muốn nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Tất cả mọi sự thành hay bại đều chỉ là dựa vào một chữ duyên mà thôi. Nếu như duyên không đủ thì dù có cố gắng thế nào, có muốn gặp cũng không thể gặp. Không có phận thì dù có cố ở cạnh nhau thế nào cũng chẳng thể ở cạnh nhau. Mọi thứ sẽ chẳng thể nào ép buộc được. Duyên phận không phải cứ cầu là sẽ đến, không phải cứ muốn là sẽ được. Cái chính là bạn có đủ thiện lương, thành tâm, đủ phúc phần hay không mà thôi. Đức Phật sẽ chẳng thể cứu rỗi được những người vô duyên. Cuộc đời mỗi con người đôi khi chỉ như một giấc mộng. Có những thứ sẽ chỉ xuất hiện rồi vụt mất như ảo ảnh. Nhân sinh cũng một kiếp người. Con người ta đến được với nhau phải chăng cũng là do kết duyên từ muôn kiếp trước đấy hay sao?